một chương trình đặc biệt sắp diễn ra trong tháng 5, là dịp để ba mẹ gặp gỡ các bạn nhỏ Sakura Montessori trong một hình ảnh mới trưởng thành hơn. Ngắm nhìn quá trình trưởng thành của con trong suốt thời gian học tại Sakura Montessori. Nhìn lại những kỷ niệm quý giá, những trải nghiệm lý thú mà con và ba mẹ đã có tại trường. Đây cũng là cơ hội để ba mẹ thưởng thức những tiết mục mà các con đã tập luyện kỹ lưỡng trong gần 2 tháng qua và lưu lại khoảnh khắc tự tin của con trên sân khấu. Tham gia ngay Đại nhạc hội mùa hè Summer Concert và lễ tốt nghiệp 2018-2019 của học sinh khối quốc tế 8:30 đến 12 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2019 tại Nhà hát Quân đội Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội.